Em xin thay mặt đội trường trung học cơ sở Nguyễn Ninh xin được gửi lời chào trân trọng nhất đến ban tổ chức ngày hội STEAM với chủ đề Chiến binh học đường. Em tên là Trần Nguyễn Hoài An, học sinh lớp 73. Còn em tên là Hồ Sĩ Nguyên, học lớp 9A1. Em là Trương Hoài Anh, học sinh lớp 8A4. Còn em là Võ Tiến Hoàng Nhật, học sinh lớp 9A2. Em là Nguyễn Đăng Văn Huynh, học sinh lớp 9A3. Chúng em xin chào ban tổ chức. Dự án của chúng em mang tên Ngôi nhà thông minh. Dạo gần đây, liên tiếp các vụ hỏa hoạn xảy ra, gây ra thiệt hại rất nhiều về con người và tài sản. Ví dụ như vụ cháy làm 32 người tử vong ở một quán karaoke tại Bình Dương năm 2022. Và gần đây nhất là vụ cháy ở chung cư mini tại Hà Nội cũng gây ra biết bao nhiêu cái chết thương tâm. Chính vì vậy mà chúng em quyết định xây dựng một dự án làm sao để có thể đảm bảo an toàn cho con người. Mục đích xây dựng nhà thông minh là để tạo ra không gian sống hiện đại, tiện nghi, an toàn và tiết kiệm năng lượng cho người dùng. Cụ thể, chúng em đã xây dựng nhà thông minh bằng các thiết bị thông minh như sau. Đèn ngoài trời tự phát sáng khi trời tối, giúp tiết kiệm năng lượng. Điều khiển các thiết bị điện trong nhà bằng điện thoại thông minh cũng giúp tiết kiệm năng lượng. Hệ thống báo cháy tự động khi gặp hỏa hoạn, giúp người trong nhà có thể sớm phát hiện được hỏa hoạn và chạy thoát thân kịp thời. Trong tương lai, chúng em sẽ cố gắng phát triển thêm nhiều thiết bị thông minh hơn nữa. Nguyên vật liệu cần dùng: mô hình nhà thông minh bằng bìa phơm, mạch Arduino R3, cảm biến ánh sáng, cảm biến lửa, module Bluetooth HC06, relay kit 5V, chuông điện, bóng đèn LED, pin 18650, hộp pin, dây điện và sạc vô SG90. Các kiến thức mà chúng em đã áp dụng trong quá trình thực hiện dự án là: thứ nhất, các kiến thức về môn khoa học là lập trình dành cho học sinh trung học cơ sở và mạch điện. Thứ hai, các kiến thức về môn công nghệ là lập trình bằng laptop, điện thoại thông minh, mạch cảm biến và bóng đèn. Thứ ba là kỹ thuật cắt dán mô hình và lắp ráp mạch điện. Thứ tư là kiến thức về môn mỹ thuật. Chúng em sử dụng kiến thức về môn mỹ thuật để trang trí ngôi nhà cho thêm đẹp và sắp xếp các thiết bị cho hợp lý. Và cuối cùng là sử dụng toán học để tính toán số lượng nguyên vật liệu sao cho tiết kiệm nhất. Đây là bản thiết kế mô hình ngôi nhà của chúng em. Còn đây là bản thiết kế mạch điện của các thiết bị cho ngôi nhà. Xin mời ban giám khảo chiêm ngưỡng mô hình thử nghiệm ngôi nhà của chúng em. Chúng em phân chia công việc như sau: 3 bạn lập trình và lắp ráp mạch điện, 2 bạn còn lại cắt dán mô hình. Xin mời ban giám khảo xem cách vận hành các thiết bị của ngôi nhà. Trước tiên là điều khiển đèn và cửa bằng điện thoại thông minh. Kế tiếp là đèn tự bật sáng khi trời tối, để thiết bị này hoạt động thì em sẽ che cảm biến lại. Và cuối cùng là kiểm tra hệ thống báo cháy bằng cách em sẽ thử đốt một que lửa để khói bay lại gần bộ cảm biến. Lúc này chuông báo cháy sẽ reng lên báo hiệu cho người trong nhà biết. Sau này nhóm em sẽ phát triển thêm hệ thống tự phun nước để dập lửa.